Ông Nguyễn Khắc Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Thỏa, 49 tuổi, sau một ngày bị chìm thuyền mất tích trên biển. Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, người dân thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc ra khu vực bờ biển gần thôn thì phát hiện thi thể ông Thỏa bị sóng đánh dạt vào bờ, nên thông báo cho gia đình nạn nhân và chính quyền địa phương. Sáng 3 tháng 4, trên đường đi đánh cá về, thuyền ông Thỏa bị sóng đánh lật úp ở khu vực cách bờ biển xã Thịnh Lộc khoảng 800 mét. Phát hiện ông Thỏa gặp nạn, một số ngư dân đến ứng cứu nhưng do sóng to, gió lớn nên không thể tiếp cận.